gửi lời chào và cảm ơn tất cả các em đã cùng đến với khóa học ngữ văn lớp 10 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh thân mến, đến với văn bản đầu tiên của bài học Sức hấp dẫn của chuyện kể, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về văn bản Chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới. Tiến trình bài học của chúng ta gồm có 3 phần: khởi động, đọc văn bản và khám phá văn bản. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng khởi động. Các bạn hãy nêu tên một chuyện kể hoặc bộ phim có nhân vật chính là một vị thần. Theo bạn, điều gì làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm đó? Ở yêu cầu này, em sẽ dựa vào các tác phẩm mà mình đã học, đã đọc hoặc những bộ phim đã xem, sau đó rút ra điều làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm đó. Các em có thể giới thiệu, chia sẻ về bộ phim hoặc câu chuyện có nhân vật chính là một vị thần. Phải chăng điều hấp dẫn của các câu chuyện, của những bộ phim có nhân vật chính là một vị thần chính là đưa bạn vào một thế giới tưởng tượng đầy ắp những điều thú vị? Hoặc có bạn lại bị hấp dẫn bởi tạo hình của các nhân vật rất đẹp, hiệu ứng phim đỉnh cao. Có bạn thấy mình được biết đến với một thế giới xa xưa thông qua những câu chuyện này. Hoặc cô có thể diễn đạt như sau về sức hấp dẫn của các câu chuyện, của những bộ phim có nhân vật chính là một vị thần. Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống nhé. Chúng mình có thể thấy, một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của những tác phẩm có nhân vật chính là các vị thần, bởi nhân vật chính là các vị thần có năng lực siêu nhiên hoặc sức mạnh phi thường, với trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn. Đây chính là điều làm nên sự hấp dẫn của các tác phẩm như thế này. Các em có thể nói về rất nhiều điều khiến mình cảm thấy hấp dẫn, thích thú với những câu chuyện, những bộ phim có nhân vật chính là một vị thần. Em hãy chia sẻ với bạn bè, thầy cô hoặc chia sẻ bên dưới phần bình luận của video này nhé. Tạm biệt với những câu chuyện kể, những tác phẩm phim có nhân vật chính là một vị thần. Ở bài học này, cô cùng với các bạn sẽ đến với một câu chuyện kể về những vị thần sáng tạo thế giới trong thần thoại Việt Nam. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc văn bản. Để quá trình đọc văn bản được hiệu quả, giúp em chuẩn bị tốt nhất cho việc khám phá, các em hãy dừng video lại để vừa đọc vừa trả lời các câu hỏi gợi dẫn nhé. Vậy là các em đã vượt qua các câu hỏi trong quá trình đọc văn bản để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc khám phá văn bản. Cô trò chúng ta sẽ chuyển đến với phần khám phá văn bản này. Sách giáo khoa hướng dẫn cho các em 7 câu hỏi để khám phá văn bản này. 7 câu hỏi được thể hiện ở trên màn hình. Em dừng lại một chút để đọc những yêu cầu này. Dựa vào những gợi dẫn trong 7 câu hỏi, cô trò chúng ta sẽ khám phá dựa trên 3 phần: tìm hiểu chung, đặc điểm thể loại được thể hiện trong văn bản và cuối cùng là tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên, chúng mình cùng tìm hiểu chung. Các bạn học sinh thân mến, chúng ta sẽ có những tìm hiểu chung về nhan đề của văn bản và giải nghĩa một số từ ngữ khó. Trước hết, nói đến nhan đề của văn bản. Nhan đề Chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới do người biên soạn sách giáo khoa đặt. Đến với một số từ ngữ khó để hiểu được nghĩa của nó trong văn bản. Hiểu nội dung về những câu chuyện được kể một cách rõ ràng hơn. Chúng mình thể hiện khả năng hiểu nghĩa của từ ngữ một chút. Trong câu hỏi sau, em hãy nối từ với giải nghĩa thích hợp. Sách giáo khoa cho chúng ta 6 từ ngữ khó cần phải giải thích, đó là hỗn độn, cây cục, núi Thạch Môn, Ngọc Hoàng, rú và cuối cùng là Cường Bạo Đại Vương. Trong câu hỏi tương tác, em đã giải thích nghĩa của từ hỗn độn, cây cục và ngọc hoàng. Cô trò chúng ta sẽ cùng giải thích rõ ràng nghĩa của 6 từ này nhé. Hỗn độn chính là lộn xộn, lẫn lộn, không có trật tự. Và trong văn bản, từ hỗn độn chỉ trạng thái tồn tại của vũ trụ thuở sơ khai theo cách hình dung của người xưa. Kỳ cục tức là cố sức thực hiện công việc một cách vất vả. Từ thứ ba, núi Thạch Môn, còn được gọi là núi Kính Chủ, nay thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngọc Hoàng còn được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vua trên trời. Những danh xưng này được đặt ra và cố định hóa ở thời trung đại trong quá trình thần trụ trời được tôn giáo hóa. Từ tiếp theo chúng mình có rú. Rú là từ cổ chỉ núi với tư cách một từ đơn. Nay, từ này còn được dùng ở nhiều địa phương trung bộ của đất nước Việt Nam. Cuối cùng, chúng ta có giải thích nghĩa của từ Cường Bạo Đại Vương. Cường Bạo Đại Vương là nhân vật trong truyện cổ dân gian Việt Nam với bản tính ngang tàng, một mình chống lại các vị thần, mấy phen khiến cho thiên lôi phải thảm bại. Các bạn học sinh thân mến, cô trò chúng mình đã cùng giải thích nghĩa của 6 từ khó. Thông qua đó, em đặt vào ngữ cảnh của văn bản để có thể phục vụ tốt nhất cho quá trình khám phá nội dung của văn bản này. Sau khi tìm hiểu chung, bạn có thể xác định thể loại và những đặc trưng về thể loại được thể hiện trong văn bản và cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu trong video kế tiếp nhé. Còn bây giờ, cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.